Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Du lịch Úc, Thượng nghị sĩ Hondon Farrell đã có buổi hội đàm nhằm trao đổi các nội dung, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương và triển khai hiệu quả chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Úc. Với tư cách là đối tác kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Úc chưa bao giờ phát triển như hiện nay. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 9 của Úc, và Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận về những lợi ích chung thu được từ chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Úc, nhất là trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế số và giáo dục. Hai bên cùng tái khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược này. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Don Farrell nhất trí sớm ký kết bản ghi nhớ thành lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại và đồng chủ trì phiên đối thoại lần thứ nhất cơ chế hợp tác, một sáng kiến quan trọng trong chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Úc trong năm nay.